Pháp hội Thắng Mang Phu Nhơn thứ 48. Hán dịch nhà Đường Pháp sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ dường kỳ thọ cấp cô độc. Bây giờ vua nước Xá Vệ là Ba Tư Nặc Dương và Mạc Lợi Phu Nhân mới chứng đạo pháp xong, cùng bảo nhau rằng: con gái chúng ta là Thắng Mang, sáng suốt, từ ái, đa văn, trí huệ. Nếu nó được thấy Đức Như Lai thì ở nơi pháp thậm thâm sẽ có thể mau thấu hiểu, không còn các sự nghi hoặc. Chúng ta nên sai người giỏi khuyến dụ đến phát khởi lòng thành tín của nó. Bàn luận xong, vua và phu nhân viết thư khen ngợi công đức chân thiệt của Như Lai, sai quan Chơn Đề La làm sứ mang thư đến thành Vô Đấu trao cho Thắng Mang Phu Nhân. Sau khi xem thơ của cha mẹ, Thắng Mang Phu Nhân vui mừng đảnh thọ, hướng Chơn Đề La mà nói kệ rằng: tôi nghe tiếng Như Lai thế gian khó được gặp, lời này nếu chân thiệt sẽ ban ngươi y phục. Nếu Đức Phật Thế Tôn vì lợi thế gian hiện, tất phải được xót thương, cho tôi thấy chân tướng. Thắng Mang Phu Nhân nghĩ tưởng đến Phật và nói ra lời ấy. Trong giây lát sau, Đức Phật hiện thân tướng bất tư nghị tại hư không, phóng quang minh chiếu khắp thế giới. Thắng Mang Phu Nhân cùng quyến thuộc đều hợp đến chiêm ngưỡng, chắp tay đảnh lễ Phật, nói kệ khen rằng: Như Lai thân sắc đẹp, thế gian không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bàn, thế nên nay kính lạy thân Như Lai vô tận, trí huệ cũng như vậy, tất cả pháp thường trụ. Vì thế tôi quy y, khéo điều tâm lìa lỗi, điều thân khẩu cũng vậy, đều đến bất tư nghị. Thế nên tôi kính lạy, biết các pháp sở tri, thân và trí vô ngại, nơi pháp không quên mất. Vì thế tôi kính lạy, cúi lạy đấng vô lượng, cúi lạy đấng vô đẳng, cúi lạy đấng pháp dương, cúi lạy đấng nam tư, mong thương gia hộ tôi, cho giống pháp thêm lớn, mãi đến thân rốt sau thường ở tại trước Phật. Bao nhiêu phước tôi tu đời này và đời khác, do sức căn lành này mong Phật luôn nhiếp thọ. Nói kệ xong, Thắng Mang Phu Nhân cùng quyến thuộc và tất cả đại chúng đảnh lễ chân Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn vì Thắng Mang Phu Nhân mà nói kệ rằng: xưa ta vì Bồ Đề đã từng khai thị ngươi, nay ngươi lại gặp ta, đến đời sau cũng vậy. Nói kệ xong, Đức Phật ở giữa chúng hội thọ ký vô thượng chánh đẳng giác cho Thắng Mang rằng: nay ngươi ca ngợi công đức thù thắng của Như Lai, do căn lành này ngươi sẽ ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, làm vua tự tại trong hàng trời người, đầy đủ đồ thọ dụng. Ngươi sanh tại chỗ nào cũng thường được gặp Phật cúng dường khen ngợi, như nay không khác. Ngươi còn sẽ cúng dường vô lượng vô số chư Phật Thế Tôn. Quá hai vạn A Tăng kỳ kiếp, ngươi sẽ thành Phật hiệu Phổ Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Quốc độ của Phật Phổ Quang ấy không có các ác đạo suy già bệnh khổ, cũng không có danh từ bất thiện ác nghiệp đạo. Chúng sanh cõi ấy hình sắc đoan nghiêm, đủ cảnh đẹp cõi trời, thuần thọ hưởng vui sướng hơn cả trời tha hóa tự tại. Chúng sanh cõi ấy đều hướng về Đại Thừa, ai học Đại Thừa như vậy đều sanh về quốc độ ấy. Khi Thắng Mang Phu Nhân được thọ ký xong, có vô lượng trời người sanh lòng vui mừng hớn hở, đều nguyện sanh về thế giới của Phật Phổ Quang. Đức Thế Tôn đều thọ ký cho họ sẽ được sanh cõi nước ấy.
Được nghe Đức Phật thọ ký xong, Thắng Mang phu nhân chắp tay đứng trước Phật phát 10 hoằng thề: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, tôi chẳng sanh tâm niệm phạm nơi giới đã được thọ. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, tôi chẳng sanh lòng kiêu mạn đối với các bậc sư trưởng. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, tôi chẳng sanh lòng giận hờn đối với các chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, tôi chẳng sanh lòng đố kỵ với người hơn mình và sự hơn mình. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, tôi chẳng sanh lòng bỏn sẻn dầu chỉ có ít thức ăn. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, tôi chẳng vì mình mà nhận chứa của cải. Nếu có nhận chứa thì chỉ vì cứu tế loài hữu tình nghèo khổ. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, tôi hành tứ nhiếp sự mà chẳng cầu ân báo, không lòng tham lợi, không lòng nhàm đủ, không lòng hạn ngại, luôn nhiếp thọ chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, thấy có chúng sanh nào không chỗ nương tựa, bị giam cầm trói buộc, bệnh tật khổ não các thứ nguy ách, thì tôi trọn chẳng bỏ lìa họ, quyết mong cho họ được an ổn, đem lợi ích lành cho họ. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, nếu tôi thấy có ai quỷ phạm cấm giới thanh tịnh của Đức Như Lai, nếu thuộc về thành ấp tụ lạc của tôi quản nhiếp, kẻ đáng điều phục tôi sẽ điều phục, kẻ đáng nhiếp thọ tôi sẽ nhiếp thọ. Tại sao? Vì điều phục nhiếp thọ kẻ phá giới thì làm cho chánh pháp được còn lâu. Chánh pháp còn lâu thì trời người đông đúc, mà ác đạo giảm ít, có thể làm cho pháp luân của Như Lai được thường chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, tôi nhiếp thọ chánh pháp không để quên mất. Nếu quên mất Đại Thừa thì quên Ba La Mật, nếu quên Ba La Mật thì quên Đại Thừa. Nếu chư Bồ Tát chẳng quyết định nơi Đại Thừa thì nhiếp thọ chánh pháp không được bền vững, thì chẳng kham siêu diệt bậc phàm phu, làm mất mát lớn. Bạch Đức Thế Tôn, hiện tại và vị lai, chư Bồ Tát nhiếp thọ chánh pháp phát hoằng thệ này thì đầy đủ vô biên lợi ích rộng lớn. Đức Thế Tôn, dầu là chúng biết mà các loài hữu tình căn lành kém mỏng hoặc phát khởi lưới nghi, do đây nên 10 hoằng thệ khó thành tựu được. Họ sẽ mãi mãi chứa họp các pháp bất thiện, thọ những khổ não. Vì lợi ích cho các chúng sanh ấy, nên nay tôi ở trước Đức Phật phát thệ thành thiệt. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi phát 10 hoằng thệ ấy, nếu là chân thiệt chẳng hư luống, thì trên đại chúng đây sẽ mưa qua trời phát âm thanh cõi trời. Thắng Mang phu nhân ở trước Đức Phật nói vừa dứt lời, trên hư không liền mưa qua trời và phát ra âm thanh trời rằng: Lành thay, lành thay, như lời thệ của Thắng Mang phu nhân chân thiệt không sai khác. Bây giờ chúng hội thấy cảnh lành này, dứt lòng nghi hoặc, sớt đổi vui mừng, đồng thanh sướng rằng: Nguyện cùng Thắng Mang phu nhân sanh nơi nào đều đồng một nguyện hạnh. Đức Phật thọ ký cho tất cả đại chúng ấy đều mãn sở nguyện. Thắng Mang phu nhân lại ở trước Phật phát ba hoằng nguyện, do nguyện lực này mà lợi ích vô biên loài hữu tình. Điều nguyện thứ nhất, tôi do căn lành trong tất cả đời được chánh pháp trí. Điều nguyện thứ hai, chỗ tôi sanh nếu tôi được chánh trí rồi, vì các chúng sanh diễn thuyết không hề mỏi. Điều nguyện thứ ba, tôi vì nhiếp thọ hộ trì chánh pháp nên đối với thân thể không tiếc sanh mạng. Đức Phật nghe ba điều nguyện xong, bảo Thắng Mang phu nhân rằng: Như tất cả hình sắc đều nhập vào không giới, hằng sa điều nguyện của Bồ Tát đều nhập vào ba nguyện ấy. Ba nguyện ấy chân thiệt quảng đại. Thắng Mang phu nhân lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi sẽ nương sức oai thần biện tài của Đức Phật, muốn nói đại nguyện, mong Đức Thế Tôn thương mà hứa khả cho. Đức Phật dạy: Này Thắng Mang, cho phép ngươi nói. Thắng Mang phu nhân nói: Bồ Tát có hàng sa điều nguyện, tất cả đều nhập vào trong một đại nguyện, đó là nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp như vậy chân thiệt quảng đại. Đức Phật bảo: Lành thay, này Thắng Mang, ngươi từ lâu tu tập trí huệ phương tiện thậm thâm di diệu, có ai hiểu rõ ý nghĩa của ngươi nói, người này đã dung trồng cội lành từ lâu. Này Thắng Mang,
nhiếp thọ chánh pháp như ngươi đã nói đều là quá khứ vị lai hiện tại chư Phật đã nói, sẽ nói, nay nói. Ta được vô thượng bồ đề cũng thường dùng nhiều thứ tướng để nói nhiếp thọ chánh pháp. Ca ngợi nhiếp thọ chánh pháp như vậy được công đức không ngàn mé, Như Lai trí huệ cũng không ngàn mé. Tại sao? Vì nhiếp thọ chánh pháp đây có đại công đức, có đại lợi ích. Thán Ma Phu Nhân bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi sẽ nương thần lực của Đức Phật mà nói nghĩa nhiếp thọ chánh pháp quảng đại. Đức Phật dạy: Này Thán Ma, cho phép ngươi nói. Thán Ma Phu Nhân nói: Nghĩa nhiếp thọ chánh pháp quảng đại là gì? Được vô lượng tất cả Phật pháp nhẫn đến hay nhiếp tám vạn hành môn. Ví như kiếp sơ nổi lên các sắc mây mưa, các trận mưa báo, cũng vậy mây thiện căn nhiếp thọ chánh pháp hay mưa các trận mưa vô lượng phước báo. Ví như kiếp sơ trong đại thủy hay sanh tam thiên đại thiên giới tạng và 400 ức các thứ loại lục địa, cũng vậy nhiếp thọ chánh pháp xuất sanh đại thừa vô lượng giới tạng cùng các thứ thần thông lục, các thứ pháp môn của Bồ Tát, thế gian và xuất thế gian đầy đủ an lạc mà tất cả thiên nhân chưa hề có. Ví như đại địa mang chịu 4 gánh nặng, đó là biển cả, núi non, cây cỏ và chúng sanh. Cũng vậy thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp thì có thể kham được 4 trọng nhiệm hơn đại địa kia. Đó là đối với các loài hữu tình, rời lìa thiện hữu, không nghe pháp phạm các tội lỗi thì dùng căn lành trời người để thành thục họ. Với kẻ cầu thanh văn, dạy họ thanh văn thừa. Với kẻ cầu duyên giác, dạy họ duyên giác thừa. Và với kẻ cầu đại thừa, dạy họ đại thừa. Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp như vậy thì kham được 4 trọng nhiệm hơn cả đại địa. Khắp vì chúng sanh làm bạn lành, chẳng chờ mời. Đại bi thương xót làm lợi ích cho các loài hữu tình, làm mẹ pháp của thế gian. Ví như đại địa là chỗ sản sanh 4 thứ báo, đó là các báo vô giá, thượng giá, trung giá và hạ giá. Cũng vậy thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp, các hữu tình gặp rồi thì được 4 báo lớn thù thắng nhất trong các thứ báo. Đó là các hữu tình gặp bạn lành này rồi thì hoặc được căn lành trời người, hoặc chứng thanh văn, chứng bích chi Phật, và hoặc được thiện căn công đức vô thượng thừa. Bạch Đức Thế Tôn, xuất sanh báo lớn ấy thì gọi là chân thiệt nhiếp thọ chánh pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nói nhiếp thọ chánh pháp là chánh pháp vô dị biệt. Nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt là nhiếp thọ chánh pháp. Bạch Đức Thế Tôn, ba la mật vô dị biệt nhiếp thọ ba la mật vô dị biệt là nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp là ba la mật. Tại sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp, nếu đáng dùng bố thí để thành thục thì dùng bố thí nhẫn đến xả thân mạng tùy thuận ý họ để thành thục họ, cho họ an trụ nơi chánh pháp. Đây gọi là bố thí ba la mật. Nếu đáng dùng giới luật để thành thục thì thủ hộ 6 căn tịnh thân ngữ ý, nhẫn đến oai nghi tùy thuận ý họ mà thành thục họ, cho hữu tình ấy an trụ chánh pháp. Đây gọi là giới ba la mật. Nếu người đáng dùng nhẫn nhục để thành thục thì hoặc có bị người ấy mắng chửi, quỷ nhục, chê bai, não loạn, liền dùng lòng không giận hờn và lòng làm lợi ích cùng sức nhẫn tối thượng, nhẫn đến nhan sắc cũng chẳng đổi khác, tùy thuận ý người ấy để thành thục họ, cho họ an trụ chánh pháp. Đây gọi là nhẫn ba la mật. Nếu người đáng dùng tinh tiến để thành thục thì đối với người ấy chẳng sanh lòng giải đãi hạ liệt, mà khởi lòng thích muốn tinh tiến tối thượng, trong 4 oai nghi tùy thuận ý người ấy mà thành thục họ, cho họ an trụ chánh pháp. Đây là tinh tiến ba la mật. Nếu người đáng dùng tỉnh lự để thành thục thì dùng tâm không tán loạn thành thục chánh niệm, việc đã làm trọn chẳng quên mất, tùy thuận ý họ mà thành thục họ, cho họ an trụ chánh pháp. Đây gọi là tỉnh lự ba la mật. Nếu người đáng dùng trí huệ để thành thục, người ấy vì lợi ích mà hỏi các pháp nghĩa thì dùng lòng không mỏi chán, mà vì họ diễn nói tất cả các luận, tất cả minh xứ, nhẫn đến các thứ công xảo xứ, cho được cứu cánh,
tùy thuận ý người ấy mà thành thục họ, cho họ an trụ chánh pháp. Đây gọi là trí huệ ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nên ba la mật không dị biệt, nhiếp thọ chánh pháp không dị biệt. Nhiếp thọ chánh pháp tức là ba la mật. Tháng Mang Phu Nhân lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi nương sức oai thần biện tài của Đức Phật sẽ nói về đại nghĩa, mong Đức Thế Tôn hứa khả. Đức Phật dạy: Này Thắng Mang, ta cho phép ngươi nói. Thắng Mang Phu Nhân nói: Bạch Đức Thế Tôn, nhiếp thọ chánh pháp là nhiếp thọ chánh pháp không dị biệt. Nhiếp thọ chánh pháp không dị biệt là nhiếp thọ chánh pháp. Thiện nam tử, thiện nữ nhân phải nhiếp thọ chánh pháp như vậy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp vì chánh pháp mà xả bỏ thân mạng tài sản, do xả bỏ thân thể nên những người ấy chứng sanh tử tối hậu, lìa xa già bệnh, được pháp thân Như Lai chẳng hư hoại, thường hằng không biến đổi, cứu cánh tịch tỉnh chẳng thể nghĩ bàn. Do xả bỏ sanh mạng nên những người ấy chứng sanh tử tối hậu, lìa hẳn sự chết, được vô biên thường trụ, thành tựu các công đức lành chẳng thể nghĩ bàn, an trụ nơi tất cả Phật pháp thần biến. Do xả bỏ tài sản nên những người ấy chứng sanh tử tối hậu, vừa có khỏi hữu tình không cùng tận, không tổn giảm, quả báo viên mãn, có đủ công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn, được các loài hữu tình tôn trọng cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp, xả bỏ thân mạng tài, được chư Như Lai thọ ký. Bạch Đức Thế Tôn, lúc chánh pháp sắp diệt, có hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di kết bè kết đảng phát khởi những tranh tụng. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng lòng chẳng xiểm khúc, chẳng khi dối mến thích chánh pháp, nhiếp thọ chánh pháp, mà vào trong nhóm bạn lành, người vào nhóm bạn lành này tất được chư Phật thọ ký. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy người nhiếp thọ chánh pháp có sức mạnh lớn như vậy, Đức Như Lai dùng làm con mắt, dùng làm cội gốc pháp, dùng làm pháp dẫn đạo, dùng làm pháp thông đạt. Đức Thế Tôn nghe Thắng Mang Phu Nhân nói về nhiếp thọ chánh pháp có đại oai lực thì khen rằng: Đúng như vậy, đúng như vậy, lành thay, này Thắng Mang, đúng như lời ngươi nói, nhiếp thọ chánh pháp có oai lực lớn. Như đại lực sĩ hơi chạm chà bóp ai thì người ấy đau đớn khổ lắm, còn thêm bệnh nặng. Cũng vậy, giả sử chút phần nhiếp thọ chánh pháp cũng làm cho ma ba tuần đau đớn sầu não khóc rên than thở. Này Thắng Mang, ta thường chẳng thấy một thiện pháp nào khác làm cho ma sầu não bằng nhiếp thọ chánh pháp một ít phần. Này Thắng Mang, ví như ngưu vương hình sắc đoan chánh, thân lượng đặc biệt, lạ hơn hẳn các loài ngưu khác. Cũng vậy, người tu đại thừa nếu ít phần nhiếp thọ chánh pháp thì hơn hẳn tất cả pháp lành của hàng thanh văn duyên giác. Lại như núi Tu Di cao rộng trang nghiêm xinh đẹp hơn các núi khác, cũng vậy, người mới đến đại thừa dùng lòng lợi ích chẳng đoái thân mạng mà nhiếp thọ chánh pháp thì có thể vượt hơn tất cả thiện căn của người ở lâu nơi đại thừa mà đoái thân mạng. Này Thắng Mang, thế nên phải dùng nhiếp thọ chánh pháp mà khai hóa tất cả hữu tình, nhiếp thọ chánh pháp được phước lợi lớn và đại quả báo. Này Thắng Mang, trong vô số A Tăng kỳ kiếp, ta ca ngợi nhiếp thọ chánh pháp như vậy được công đức vô lượng vô biên. Nhiếp thọ chánh pháp thì thành tựu vô lượng công đức như vậy. Đức Phật bảo Thắng Mang Phu Nhân: Nay ngươi lại nên diễn tả nhiếp thọ chánh pháp đã được ta nói mà tất cả chư Phật đồng ưa thích. Thắng Mang Phu Nhân bạch rằng: Lành thay, Bạch Đức Thế Tôn, nhiếp thọ chánh pháp thì gọi là đại thừa. Tại sao? Vì đại thừa xuất sanh bao nhiêu pháp lành của tất cả thanh văn duyên giác thế gian và xuất thế gian. Như ao A Nậu Đạt phát xuất tám sông lớn cũng vậy, đại thừa xuất sanh bao nhiêu pháp lành của tất cả thanh văn duyên giác. Lại như tất cả cây cỏ lùm rừng đều nương đại địa mà được sanh trưởng, cũng vậy tất cả pháp lành của thanh văn duyên giác đều nương đại thừa mà được sanh trưởng. Vì thế nên an trụ đại thừa, nhiếp thọ đại thừa, tức là trụ và nhiếp bao nhiêu pháp lành của tất cả thanh văn duyên giác thế gian và xuất thế gian. Như Đức Phật Thế Tôn đã nói sáu xứ, đó là chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, biệt giải thoát, tỳ nại gia, chánh xuất gia, thọ cụ túc.
Vì Đại Thừa mà Đức Phật nói sáu xứ ấy. Tại sao? Vì chánh pháp trụ là vì Đại Thừa mà nói. Đại Thừa trụ thì chánh pháp trụ. Chánh pháp diệt là vì Đại Thừa mà nói. Đại Thừa diệt thì chánh pháp diệt. Biệt giải thoát và tỳ nại gia, hai pháp này tên khác mà nghĩa một. Tỳ nại gia là Đại Thừa học. Tại sao? Vì Phật mà xuất gia mà thọ cụ túc, thế nên khối giới Đại Thừa là tỳ nại gia, là chánh xuất gia, là thọ cụ túc. Bạch Đức Thế Tôn, A-la-hán không có xuất gia, không thọ cụ túc. Tại sao? Vì A-la-hán chẳng vì Như Lai mà xuất gia thọ cụ túc. A-la-hán có ý tưởng bố úy mà quy y Như Lai. Tại sao? Vì đối với tất cả hành A-la-hán có tưởng bố úy. Coi như người cầm kiếm muốn đến hại mình. Do đây nên A-la-hán chẳng chứng được giải thoát an lạc cứu cánh. Bạch Đức Thế Tôn, quy y nơi chẳng cầu quy y. Như các chúng sanh không chỗ quy y, chúng nó sợ hãi nên tìm nơi quy y để được an ổn. Cũng vậy, vì có bố úy mà A-la-hán quy y nơi Như Lai. Vì thế nên hàng A-la-hán Bích Chi Phật còn có sanh pháp, chưa lập phạm hạnh, chỗ làm chưa xong, sẽ còn có chỗ dứt diệt vì chưa cứu cánh vậy. Họ còn cách xa Niết Bàn. Tại sao? Vì chỉ có Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác chứng được Niết Bàn thành tựu vô lượng vô biên công đức, chẳng thể nghĩ bàn. Chỗ đáng dứt đã dứt hết cứu cánh thanh tịnh, được các loài hữu tình chiêm ngưỡng, vượt qua cảnh giới của Nhị Thừa và Bồ Tát. Còn hàng A-la-hán thì chẳng phải như vậy. Nói rằng A-la-hán được Niết Bàn, đó chỉ là phương tiện của Phật thôi. Thế nên A-la-hán cách Niết Bàn rất xa. Đức Thế Tôn nói, A-la-hán và Bích Chi Phật quán sát giải thoát bốn trí cứu cánh được rồi, xong đó đều là lời tùy tha ý và thuyết bất liễu nghĩa của Như Lai. Tại sao vậy? Có hai thứ tử, một là phần đoạn, hai là biến dịch. Phần đoạn tử là hữu tình tương tục, biến dịch tử là A-la-hán và Bích Chi Phật cùng bậc tự tại Bồ-Tát được ý sanh thân, nhẫn đến Bồ Đề. Trong hai thứ tử ấy, đem phần đoạn tử nói về A-la-hán và Bích Chi Phật là sanh nơi trí ngã sanh đã hết. Vì đã chứng được quả hữu dư y nên sanh nơi trí phạm hạnh đã lập. Vì tất cả ngu phu chẳng làm được, bảy hàng học nhân chưa làm xong, và tương tục phiền não đã dứt rốt ráo, nên sanh nơi trí việc làm đã xong. Bạch Đức Thế Tôn nói rằng sanh chẳng thọ lấy thân sao. Người trí bảo là A-la-hán và Bích Chi Phật chẳng dứt được tất cả phiền não, trí họ chẳng biết rõ tất cả thọ sanh. Tại sao? Vì A-la-hán và Bích Chi Phật còn có thừa phiền não chẳng dứt hết, nên chẳng biết rõ được tất cả thọ sanh vậy. Phiền não có hai loại, đó là trụ địa phiền não và khởi phiền não. Trụ địa phiền não có bốn thứ, đó là kiến nhất xứ trụ địa phiền não, dục ái trụ địa phiền não, sắc ái trụ địa phiền não và hữu ái trụ địa phiền não. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thứ trụ địa ấy hay sanh tất cả biến khởi phiền não. Khởi phiền não ấy sát na cùng tương ưng với tâm. Bạch Đức Thế Tôn, vô minh trụ địa từ vô thỉ đến nay chẳng tương ưng với tâm. Bạch Đức Thế Tôn, sức lực của bốn trụ địa phiền não làm sở y cho biến khởi phiền não sánh với vô minh trụ địa thì toán số thí dụ chẳng bàn được. Đúng vậy, đối với hữu ái trụ địa phiền não thì sức lực của vô minh trụ địa rất lớn, ví như ma dương và chúng quyến thuộc sát lực oai đức hơn hẳn chư thiên tha hóa tự tại. Cũng vậy, vô minh trụ địa hơn hẳn bốn trụ địa hơn số hàng hà sa lần. Nó làm sở y cho phiền não và cũng làm cho bốn thứ phiền não còn mãi. Trí của thanh văn và duyên giác chẳng dứt được vô minh trụ địa, chỉ có trí của Như Lai là dứt hết được nó. Bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Sức lực của vô minh trụ địa rất lớn. Như thủ chi làm duyên hữu lậu nghiệp nhân mà sanh ra ba cõi dục sắc và vô sắc. Cũng vậy, vô minh trụ địa làm duyên vô lậu nghiệp nhân hay sanh A-la-hán, Bích Chi Phật và Đại Lực Bồ Tát tùy ý sanh thân. Ba bậc này, tùy ý sanh thân và vô lậu nghiệp, đều lấy vô minh trụ địa làm chỗ sở y.
dầu là sở duyên mà cũng hay làm duyên. Thế nên tùy ý sanh thân và vô lậu nghiệp đều dùng vô minh trụ địa làm chuyên, đồng như hữu ái trụ địa phiền não.